许翻垃圾桶，不许吃葡萄，不许吃巧克力，只有妈妈做的零食可以吃，知道吗？听懂了往前走一步，听懂了往前走一步。哦，妹妹听懂了，妹妹往前走一步。好，图图听懂了往前走一步。好，你呢？你听懂了没有？hai cái đứa này mày nhìn phòng mẹ xem, mày nhìn phòng xem, đi làm về mà nó phá nát cả căn nhà, không thể chấp nhận được. Nào, nhìn, bíp, nào, đi cơm nhá, không ăn cơm nhá, đi nhá, bíp cũng bị nôn luôn nhá, cũng bị cơm luôn nhá, không chịu được ăn cơm hết nhá, nhá.Đứa nào cắn tay nghe. Bíp. Min. Đứa nào cắn tay nghe. Chiều quá hư phải không? Đứng đây nhớ chưa? Đứng đây nhớ chưa? Nhớ chưa? Nó ngồi luôn rồi này. Này, con này cũng ngồi luôn rồi này. Bách bao che nhau không?Tay. Đứng hết. Vâng, xem đang chỉ đạo. Vâng, rất là báo sai. Vâng, như tôi nói ngay từ đầu, những chú chó của chúng tôi tham gia hội thi ở đây đều rất chuyên nghiệp và đặc biệtNhìn đâu? Ngồi nó cất cái bụng mình đi đó nhá. Đấy chưa? Quay mặt đây. Quay mặt đây. Đứa nào cắn này? Đó, đứa nào? Quay mày. Đó. Đứa nào cắn này? Đứng thẳng lên. Không có cái kiểu như thế được nhá. Đứng lên. Đó. Đứa nào cắn này? Đứa nào cắn? Nói nhanh. Quen sát bản thân. Khi lấy hộp sữa đã than rồi. Bây giờ còn bắt đầu đứng thẳng lên.Này, nào, đứng nhìn đấy. Nào, nào, nào. Ai của mày? Ai của mày? Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào?Tạm biệt người yêu trong hồi ức, tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi tại vì saoLặng im chẳng nói một câu, lòng quặn đau đành nhìn em bước đi cùng anh. Tao không cứu mày đâu, mày đừng có nhìn tao. Ỉ trên giường hả mày, đá trên giường à? Hả? Còn cái mặt của mày hả? Cái mặt của mày giống hối lỗi không vậy? Hả? Trời...
Nuôi lớn bằng từng này rồi mà có cái đi vệ sinh đúng chỗ tôi cũng không biết. Cho ăn ngon làm cái gì, cho đi chơi làm cái gì hả? Mà có phải là không biết đâu, đây là cố tình không biết, cố tình chống đối. Quần què gì cũng lấy anh ra nói được hết. Chửi qua chửi lại, chửi cũng lấy anh ra chửi. Đồ con chó. Rồi khôn cũng nói mày khôn như chó. Ngu cũng nói mày ngu như chó. Rồi xấu cũng nói mày xấu như chó. Lưu, rất nhiều người thắc mắc muốn biết. Muốn biết cái gì? Là con được bao nhiêu tuổi rồi? Xin tự giới thiệu, Lưu được 11 tháng tuổi rồi. Nặng bao nhiêu ký? Nặng con dê ký. Dê ký là sao mày? Hỏi mày bao nhiêu ký tự nhiên trả lời dê ký. Con dê nặng 35 lắm nội, 35 ký. Trời ơi, mày cũng... Yo, body crazy, you will be my sexy lady. Sexy lady. Sexy lady. Follow me, yeah we got it. Let's get this party started. em bé ngoan khi đùa vui.